Theo các bạn thì cái này đựng được cái gì các bạn? Cái chỗ đựng còn là chỉ có nhiêu đây nha các bạn. Và tâm tự chấm điểm luôn là cái này sẽ được 1 điểm. Mình có thể khoe được là mình có điện thoại mới. Xin chào các bạn. Chào mừng các bạn đã trở lại với Ngọc Thanh Tâm Official. Còn nếu đây là lần đầu tiên các bạn đã biết kênh Ngọc Thanh Tâm Official thì cảm ơn các bạn đã lựa chọn video này dành ngang cái video ngoài kia. Đây là vlog thứ 7 trong series Góp Sức Cùng Tâm. Góp Sức Cùng Tâm là một series mà Tâm sẽ quyên góp toàn bộ doanh thu của Tâm từ YouTube, bao gồm từ các nhãn hàng và từ view YouTube, để đóng góp vào những trường hợp đang gặp khó khăn vì chị Vi. Cho nên từng lượt like, view, share và comment của các bạn rất quan trọng đối với Tâm. Có rất là nhiều bạn hỏi Tâm là những cái chiếc túi mà nhỏ nhỏ Tâm mua, Tâm định được cái gì mà Tâm mua. Thì đợt vừa rồi trong có thời gian ở nhà nhiều, Tâm mới bắt đầu Tâm suy nghĩ. Tâm nghĩ là nếu mà mình muốn biết được là mình định được cái gì, mình phải thử. Thì Tâm nghĩ video này sẽ là một cái video rất là phù hợp để thử những cái điều đó. Và Tâm sẽ mang hết những cái túi nào mà nhỏ nhất của Tâm ra, và Tâm sẽ đựng thử cho các bạn thấy, để cho Tâm chứng minh cho các bạn thấy là những cái chiếc túi Tâm mua nó không hề vô dụng. Nói chung là sẽ có những món vô dụng, nhưng mà nó có một cái tác dụng khác, đã làm đẹp cho đời, nó làm đẹp cho Tâm, nó làm đẹp cho tâm hồn Tâm, và làm đẹp cho tủ đồ của Tâm. Là Tâm nghĩ nó quá hữu dụng phải không các bạn? Thể lệ của cuộc thi ngày hôm nay như sau. Tâm sẽ có 8 món đồ và Tâm sẽ lần lượt bỏ từng món đồ đó vào trong chiếc túi của Tâm. Và khi Tâm đựng được tới món số mấy á, thì chiếc túi đó sẽ nhận được bấy nhiêu điểm. Và có một cái món thứ 8 đó chính là một cục sạc dự phòng, nó rất là to, cho nên là nó sẽ được để lại ở cuối cùng như là một cái điểm bonus gì đó. Thì chiếc túi nào có thể đựng được cái sạc dự phòng đó của Tâm thì sẽ nhận được full 8 điểm. Đó là cách là mình sẽ chấm điểm những chiếc túi nhỏ xinh và hữu dụng này nha. 8 món đồ đó là gì? Sẽ có điện thoại, thẻ ngân hàng, tiền, son, gà bạc hà, giấy thấm dầu, vitamin và cục sạc dự phòng. Tiền là mình sẽ tượng trưng bằng 2 tờ 500.000 và thẻ ngân hàng là mình sẽ tượng trưng bằng một cái thẻ này nha. Nói chung là 8 món đồ này là những cái món đồ mà rất là cần thiết khi đi ra ngoài đường, gọi là những cái món cơ bản, nên Tâm đã chọn những cái món như vậy. Bắt đầu nhé, bắt đầu với chiếc túi đầu tiên, chính là cái này. Và Tâm tự chấm điểm luôn là cái này sẽ được 1 điểm. Bởi vì là chiếc túi này là chỉ đựng được một cái son, duy nhất một chiếc son thôi các bạn. Đó, ấy. Đấy các bạn ơi, đây, 1 điểm. Thôi cho nó 1 điểm rưỡi, vì nó đẹp, cho em 1 điểm rưỡi. Tiếp theo là chiếc Petit Mail của LV. Tâm nghĩ cái này là chắc là điểm chắc cũng cao hơn đó. Đầu tiên là chiếc điện thoại. Đây các bạn, để mà nói về những chiếc túi nhỏ gọn thì không thể nào mà thiếu một chiếc điện thoại nhỏ gọn như Samsung như vậy được, đúng không các bạn? Đây là chiếc Samsung Galaxy Z Flip 3, rất là xinh, tâm mới vừa được tặng. Hợp với màu áo của Tâm không? Rất là xinh. Lý do vì sao Tâm chọn màu đen là bởi vì Tâm cảm thấy nó hợp với tất cả các outfit luôn. Cái nào cũng có thể xài được chiếc điện thoại này hết. Với chiếc điện thoại này thì thật ra cái túi này là vẫn còn to nha. Lát nữa có những cái chiếc túi nhỏ hơn Tâm nghĩ là vẫn vừa luôn á. Mà điện thoại thì không thể thiếu rồi đó. Đây, điện thoại, thẻ, tiền, son, kẹo bạc hà, giấy thấm dầu, vitamin. Đây, và cuối cùng em này. Em này lại không vừa rồi, không vừa. Rồi. Chiếc Petit Mail này được 7 điểm. Tiếp theo là cái chiếc túi trong trong này. Không có nhiều hy vọng lắm, nhưng mà mình sẽ thử nha. Thì mình đang LV, mình làm luôn một loạt LV nha. Tiếp tục đây. Rồi điện thoại như vậy mà nằm ở trong một chiếc túi trong như vậy là quá xinh các bạn. Mình có thể khoe được là mình có điện thoại mới. Này, thẻ, tiền này chắc sẽ gặp đôi lại. Son. Ồ, vừa luôn. Này làm sao? Ôi, trời. Mà Tâm không tin luôn, cái này chắc chắn không vừa rồi. Cái cục sạc là chắc chắn không vừa rồi. Mà đây, ôi. Ôi trời, Tâm không tin luôn á. Cái hộp trong suốt này Tâm đã có từ rất là lâu rồi, nhưng mà hôm nay nó làm cho Tâm rất là bất ngờ. Không ngờ là đựng được tới 7 món như vậy. Là cũng tương đương với cái Petit Mail luôn á các bạn. Ngon lành chứ bộ. Đâu có đáng nổi tệ đâu. Thôi em. Vừa đẹp mà còn hữu dụng nữa. 7 điểm nha. Tiếp theo là chiếc túi mới tinh này của LV luôn. Thử nha. Đây, điện thoại, thẻ đây, tiền, gấp đôi lại được, son, bạc hà, giấy thấm dầu. Oh wow, trời ơi, LV nãy giờ làm Tâm rất là bất ngờ nha. Không tính cái chiếc túi đựng son đi ha. Thì mình tính được 3 chiếc túi mà đựng được đồ là nãy giờ 3 cái là đều lấy được 7 điểm hết. Khá tự hào về với em này. Tiếp theo là cái chiếc túi màu trắng là Chiquito này của Jack Mousse. Đây là một trong những chiếc túi mà Tâm nghĩ là khởi đầu cái phong trào chiếc túi mini, những chiếc túi bé của những hãng khác. Tâm chắc là phải đi hỏi lại, nhưng mà theo là Tâm nhớ là như vậy và theo Tâm nghĩ là như vậy. Ngày xưa khi mà chiếc túi này ra đời á, thì mọi người nhìn và mọi người kiểu trời sao cái gì mà nó nhỏ dữ vậy. Sau đó Jack Mousse ra những cái chiếc túi khác nó còn nhỏ hơn như vậy, nó còn gọi là vô dụng hơn chiếc túi này nữa. Nhưng mà hôm nay mình test thử coi là cái này hôm nay nó có hữu dụng không nha.
Trời, bình thường nha, chiếc túi này Tâm chỉ đựng được tiền và thẻ thôi đó. Như thêm một cái son nhỏ nhỏ. Tiếp theo là thẻ, tiền, thêm được hộp bạc hà. Ồ, được luôn. Đấy, ok. Chiếc này hôm nay rất là hữu dụng. Chiếc này hôm nay được 4 điểm nha. Bình thường chiếc túi này các bạn là không bao giờ có ai nghĩ có thể đựng được điện thoại hết. Hôm nay chiếc Flip 3 này làm cho Tâm rất bất ngờ. Rất là thú vị các bạn ạ. Tiếp theo là hai chiếc túi này các bạn ạ. Theo các bạn nghĩ cái này đựng được cái gì các bạn? Tâm nghĩ cái này đựng được mấy đồng cắt, mấy cái đồng coin vậy thôi, chứ không đựng được gì. Nhưng mà bởi vì như lúc đầu Tâm nói là những chiếc túi này nó làm cho Tâm, nó làm đẹp cho đời các bạn, cho nên là Tâm selfie với nó nha. Mình chụp tấm hình với nó mới được. Chung là lâu ngày quá, cho em nó lên sóng một chút. Chiếc Flip 3 này còn có một cái rất là hay, đó chính là cái chế độ gọi là selfie rảnh tay. Các bạn chỉ cần để cái tay các bạn lên xong rồi các bạn chụp hình được thôi. Nè, ví dụ nha. Ấy. Xem nào. Rồi, bây giờ Tâm sẽ thử để điện thoại lên trên bàn. Này gọi là selfie rảnh tay mà. Mình mà còn cầm điện thoại trên tay thì không đúng lắm luôn các bạn. Hay quá nè. Ống kính dơ là nó báo các bạn ơi. Ống kính dơ là điện thoại sẽ báo. Đây nha, đây. Các em trong gia đình. Chiếc Jack Moose gói này các bạn nhìn thấy nó to vậy thôi chứ thực ra là cái chỗ đựng còn là chỉ có nhiêu đây nha các bạn. Bình thường mà đựng điện thoại là nó lòi ra một khúc nhìn. Hôm nay thử xem sao nha. Thẻ, tiền, son. Thôi rồi, tôi tạm chấp nhận rồi. Thêm được vitamin không? Wow, hôm nay cái chiếc túi của Jack Moose này cũng làm cho Tâm rất là bất ngờ luôn. Cái này cũng được 7 điểm đó các bạn. Wow, ok. Tiếp theo là chiếc này đi ha, của Jack Moose. Đây là chiếc Jack Moose Chiquito Long. Bình thường là nó chỉ là một nửa như vậy thôi, thì cái này nó làm dài ra. Đó, thì mình thử nha. Chiếc điện thoại, thẻ, tiền, son, máy thấm dầu, thuốc. Sao vậy ta, hôm nay cái cục dự phòng này không biết là hôm nay ai sẽ là hoa hậu ta. Ai có thể đựng được cục sạc dự phòng này ạ? Hơi khó, hơi căng. Thôi bây giờ mình trừ bớt nửa điểm đi, còn 6.5 thôi. Hơi căng. Đựng được nhưng mà không đẹp thôi. Tiếp theo là Dior đi nha. Bắt đầu là chiếc Micro Lady Dior này. Em bé xinh xắn này của Tâm. Các bạn có thấy là chiếc điện thoại này và chiếc túi này giống như là sinh ra để dành cho nhau không các bạn? Hợp quá hả? Bình thường chiếc túi này là không đựng được gì rồi đó các bạn. Xinh thôi, chứ mà vô thường là sẽ vô dụng. Những chiếc túi mà kiểu mà cỡ mà nhỏ một gang tay như vậy là thường là vô dụng. Rồi thử nha. Lọt thỏm luôn. Vừa in. Rồi tiếp theo nha. Thẻ nè. Tiền nè. Cái son chắc cũng phải nhét nhét một chút hả? Cũng hơi căng. Hơi căng. Cái cũng dầu thì không được rồi. Nhưng mà chắc là kẹo bạc hà thì ok. Đấy, cũng được. Nhưng mà hơi căng. Thì thôi em này cũng được 4.5 thôi, không được 5, tại vì là hơi căng. Tiếp theo là chiếc túi này. Tâm có một niềm tin rất lớn như chiếc túi này, nên Tâm hy vọng là nó sẽ không làm Tâm thất vọng nha. Điện thoại là chắc chắn vừa. Tiền, thẻ, máy thấm dầu, son, bạc hà. Ui, Tâm có niềm tin các bạn ơi, nào. Vừa không các bạn? Tròn vẹn cho em xuất sắc quá. Mà nói chung là cái form cũng không có bị dị dạng theo luôn các bạn, cho nên là tròn vẹn 8 điểm luôn chứ không phải là 7.5. Nói chung là sắp xếp cũng cần một cái sự khoa học một chút xíu, nhưng mà vừa, các bạn thấy không? Vừa hết. Thấy Tâm đặt niềm tin đúng chỗ các bạn. Trời ơi, không ngờ luôn á. Tâm đã có chiếc túi này rất là lâu rồi mà Tâm không ngờ đến ngày hôm nay Tâm cảm thấy nó hữu dụng như vậy. Cái này gọi là đầu tư cho tương lai đó các bạn. Tiếp theo là chiếc Dior Book Tote size small. Tâm cũng có một cái niềm hy vọng mà cũng không nhỏ cho nó đâu nha. Nên Tâm rất là hy vọng là chiếc túi này cũng sẽ không làm Tâm thất vọng.
Đầu tiên là điện thoại, tiền và thẻ, son, máy thấm dầu, vitamin. Sao rồi các bạn? Chắc chắn là được 8 điểm không ạ? Ủa? Ok, nó hơi bị phình một chút xíu nên Tâm sẽ trừ nửa điểm nha, còn 7,5. Nhưng mà cũng rất là ok đúng các bạn? Rất là gọn gàng, thấy không? Và vẫn xách tay được một cách rất là thoải mái. 7,5 cũng được chứ bộ, ngon lành chứ bộ. Cũng là á hậu đó, đây là hoa hậu nè. Hôm nay chốt lại nha, đây là hoa hậu nè, đây là á hậu. Còn lại là quá nhiều á hậu 2 đây các bạn ơi, cho nên là thôi mình sẽ không tính nha. Đó, nhất nhì, huy chương bạc. Quán quân, áo quân. Còn cái từ gì nữa để mà nói về thứ nhất, thứ hai ta? Thứ nhất, thứ hai. Đó. Vừa rồi là một cái video đã minh oan cho các chiếc túi bé xinh của Tâm. Và Tâm cảm thấy là Tâm đã hoàn thành nhiệm vụ rồi các bạn. Hôm nay các bạn thấy rồi đó, những chiếc túi của Tâm là những chiếc túi rất là hữu dụng đúng không? Không hề vô dụng chút nào hết. Các bạn đã lại comment cho Tâm biết là các bạn cảm thấy những chiếc túi của Tâm nó còn vô dụng nữa không nha. Nhưng mà Tâm nghĩ, Tâm hy vọng là Tâm đọc comment sẽ thấy là những rất là nhiều comment sẽ nói là ồ, chị Tâm ơi, chị Tâm rất là biết đầu tư cho tương lai nha. Còn bây giờ thì các bạn đừng quên like video của Tâm, bấm subscribe kênh Ngọc Tâm Official và bấm cái chuông để nhận thông báo khi Tâm ra video mới mỗi tuần nha. Cảm ơn các bạn.